Đây các bạn thấy không, cái này là mình mới đổ xăng nha, là chạy 63 cây một lít nha. Còn cái chip B này nó vẫn là 55. HSTC mở nha, mình reset cái chip A này rồi mới chạy một vòng thì nó là có lúc nó lên 66 luôn. Thì mình không hiểu là cái này, một là cái này nó bị lỗi, hai là do mình làm cái gì đó ở bộ nồi mà cái số này nó làm cho chiếc xe nó ít hao xăng hơn. Nhưng mà ngược lại á, là cái xe này nó cái ga đầu của nó yếu quá. Có nghĩa là khi mà mình lên ga cái xe nó không chịu đi, nó gào lên nó không chịu đi, nhưng mà khi mà nó đã đi rồi thì nó bắt cái chớn rất là nhẹ. Nó không có giật giật như là cái nồi cũ nữa. À, thì mình thay bạc đạn của chiếc xe, mình thay ba cái, một cái bạc đạn đũa ha, đây một cái bạc đạn đũa, một cái bạc đạn bạc đạn gì, cái này là gì ta, nồi sao á, hai cái ha. Còn một cái bạc đạn gấp á là mình không có thay được, tại vì nó là mình order lộn rồi. Còn cái lò xo á là mình đi lò xo, cái này lò xo zin này nha, của cái anh kỹ thuật anh tháo ra nè. Còn cái lò xo mình gắn vô là mình mua trên Shopee, nó là lò xo 12 kg. Cái này mấy ký thì mình không có biết, mình không biết luôn, nhưng mà mình có hỏi shop ở trên Shopee thì họ nói là nếu mà đi lò xo 12 kg thì nó sẽ không có bị rung đầu. Thì đúng là nó không có rung đầu thiệt, nhưng mà cái xe này nó không có chịu lên, nó không có chịu đi. Khi mình lên ga cái máy nó gào lên xong rồi nó mới nhích 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 nhẹ từ từ. Ví dụ như mà cái lò xo cũ này á, khi mà mình đang nói là đồ zin hết nha, như nồi bố ba càng là zin, chỉ có thay cái lò xo này thôi. Thì khi mà từ ở dưới nhà mình, dưới đường á, mình đè máy lên, mình lên cái vỉa hè á, thì cái xe nó lên không, nó muốn không nổi luôn á, nó gào lắm. Nhưng mà đi cái lò xo zin của hãng thì cái xe nó bình thường, nó mạnh, nhưng mà ngược lại là nó bị rung đầu. Thì mình không hiểu là lý do nó bị cái gì ở cái điểm nào nữa, cho nên nếu mà ai mà biết thì có thể comment xuống dưới cho mình biết nha. Mình lò xo zin nè, lò xo zin cũ trong xe lấy ra nha. Cái này mình không biết bao nhiêu ký luôn á, nhưng mà mình đi ở trên shop ta tư vấn là đi 12 kg, thì mình thay cái 12 kg mình thấy nó không có đi, mình lên ga nó ì máy luôn. Còn cái này là lò xo tháo ra nè, lò xo này là lò xo ốp lóc nồi, ấy không phải, cái bạc đạn ốp lóc nồi ha, này bạc đạn đũa đó, bạc đạn đũa của NTN đó. Còn cái này là bạc đạn của nồi sao, cái nồi sao á ha đó. Cái này thì hình như của China, chẳng có tên gì, cái này của China rồi, của Trung Quốc rồi à, có chữ Trung Quốc nè đó, có chữ Trung Quốc. Còn mình thay là cái bạc đạn của SKF luôn ha. Còn cái bạc đạn đũa á, thì nó là Japan NTN của Japan nè đó. Còn bạc đạn này là cái này cũng là NTN luôn, nhưng mà của hãng NTN, nhưng mà của nước gì ta mình chưa thấy nó, để mình coi lại coi. Cái này nó là NTN của Indo nha đó. Còn lúc mình thay vô á, là SKF luôn đó. Rồi ok, chỉ vậy thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ mình không biết tại sao là mình lên ga thì nó không có đi ha, cái xe này nó lì, nó không có đi. Đây là các bạn thấy nè, nó là 63 cây trên một lít ha. Đó, trước khi mình thay cái lò xo thì nó là 55, giống như là 5 5 4 55 gì, nó tầm năm mấy vậy đó. Nhưng mà thay lò xo xong là nó lên 6 mấy, và cái xe thì nó không có chịu đi, nó ì cái ga đầu lắm. Lên ga mà nó ì máy nó mới đi. Đó. Rồi mình cảm thấy là nó nóng hơn là cái trước khi làm nồi ha, thì nó nóng hơn. Bây giờ mình đi về là mình đậu xe mình nghe nó tỏa hơi nóng nhiều hơn là lúc chưa làm. Chiều á là mình thay một cái bạc đạn của cái nồi trước nè, một cái bạc đạn của nồi sau nè, với một cái ốp bạc đạn của cái ốp ốp lóc nồi này. Còn cái bánh sau á là mình thay không được, lý do là mình order sai, nó không đúng kích thước. À, nếu mà ai mà biết cái nguyên nhân nó tại sao thì comment xuống cho mình biết nha. Nếu mà nó ì quá thì chắc phải chạy ra thay lại cái lò xo cũ rồi.
Cái lò xo mới này đi nó kỳ quá. Cái này nó là lò xo bố ba càng nha, chứ không phải là lò xo trụ nha. Rồi ok, bye bye. Chào tất cả mọi người ha.